Xin chào anh em ha. Hôm nay mình sẽ quay cho các bạn cảnh ở Hàn Quốc nha các bạn. Thì bây giờ là lúc đang buổi chiều các bạn, tầm cỡ giờ là 6 giờ ha. Hôm nay nay mùa xuân nên là 6 giờ trời còn rất là sáng, mặt trời giờ rất là nhiều ha. Trời còn rất là cao, chưa lạnh các bạn. Ui, hai xe rồi, đậu chạy trước mặt mình luôn. Các bạn nhìn thấy không? Đang quay mặt trời chói lòi này, sao các bạn thấy được không các bạn? Các bạn đừng quên like và subscribe kênh của mình ha. Các bạn thấy giao thông ở Hàn Quốc các bạn thấy như thế nào? Mình thấy bây giờ đang chạy chói mắt rồi á. Bữa nay quắc thấy các bạn thấy xe cộ không? Tấp nập. Xe cộ rất là nhiều ha. Mình rất thích là giao thông ở Hàn Quốc nha các bạn. Giao thông ở Hàn Quốc rất là tiện lợi, đa dạng. Xe cộ rồi rất là thích. Mình thì rất là đam mê, rất là thích là xe cộ. Nên mình lập ra một cái kênh Car Korea thì để mình giới thiệu cho các bạn những con xe ngon, xe đẹp và giá cả luôn. Nếu mà các bạn nào muốn mua thì các bạn cứ liên hệ với mình ha. Các bạn hãy gọi vào số là 00 86993979, các bạn gặp Lê nha. Các bạn truy cập vào Facebook là Lê Nộp Ba nha các bạn, hay là các bạn vào fanpage là Shop Korea, các bạn cứ đánh Car Korea thì nó sẽ ra một cái fanpage có tên là Shop Korea, thì các bạn lựa chọn những xe mình đăng lên. Đó, có rất là nhiều xe. Đó, có rất là nhiều xe. Các bạn vào thánh cửa hàng luôn. Các bạn vào thánh cửa hàng xe luôn, các bạn lựa chọn có rất là nhiều xe và mình sẽ đỡ giá luôn nhé các bạn. Mình mô tả cho các bạn luôn, mô tả bên dưới để các bạn tìm hiểu rõ về con xe đó hơn. Các bạn muốn nếu mà muốn biết chi tiết hơn về tai nạn hay là chi tiết về máy móc sửa chữa hay là bảo hiểm thì các bạn hãy liên hệ với mình nhé. Mình sẽ báo cho các bạn biết để các bạn mua được con xe ngon gửi cho các bạn, để các bạn chạy nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ tắt video ở đây và hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã xem video. Thank you các bạn rất là nhiều. Bye bye, hẹn gặp lại nha. Thank you.